không qua. Rồi nó tương ứng với lại tất cả các quà ở đây nha. Rồi mời Hiền. Có hai người, có hai đứa kia nó mua nó biết à? Anh không biết luôn. Quà rất là dễ. Thì chọn cái nào nhỏ nhỏ nó cái gì? Ở đây ở đây có. Có ai biết cái gì đâu này đâu? 16 vui luôn cả ngày vui luôn. Mọi tội lỗi là do Thái Nguyên với Quỳnh Đan gánh chịu. Bà mua giá tiền của em thì hồi bà này chỉ giá 43.000 nha. Cái đó là cái gì ạ? Sắc cơm. Ô.
đây. Tôi bỏ vô. Nó mất một nửa cái đèn của mình nữa đó. Số 6, có số 6 luôn. Rồi được đây ra. Biết thôi, trong hộp mà sao biết? Biết được ai dùng cho hết chưa? Thằng xấu. Bình thường cái bả đi ra có bả gà gì không? Dày thế. Quà nó bắt ra, bắt tiền ra. Ồ, nhỏ nhỏ mà giá trị lắm ha. Quay đi cái bàn nè. Bàn nè. 600. Cái gì á? Định nó mày lắm nó mới chơi. Rồi 60. Quay gì vậy 600 ngàn á? Quay tiền chứ bạn. Vô anh có đổi không nè? Là cực kỳ dễ thương luôn á. Nè cái này tôi lựa nè. Một tháng nữa lại vô đường mama. Một tháng nữa là ngày 20. Không muốn đường nào mà không trống. Dạ, mọi người nè, giờ nhanh nè, mọi người giờ lọc nhanh đi, mọi người nãy coi như là đồ ăn đi. Nhưng mà số 2, có số 2 thì cũng là rất nè. Có số 2 luôn, cái này to lắm. Cái này phía sau rồi đó. Phía sau quá. Mà là có trái chuối trong đó luôn á Khỉ. Sáng chưa? Em sáng chưa? Dạ. Em cứ từng từng ở trong đồ ăn á. Mặt nó mình cười không nè. Cười cười mới ghê á. Em xé lại đi, không ai nói gì em đâu. Cái cười sợ. Em có cười đó là thằng đang như vậy. Xé tay em hát đi. Không có em này dám giống gì ta. Mai trước khi mở ra bây giờ anh hỏi Khỉ đính đỏ, bây giờ đính còn đỏ không? Ủa, đính đỏ. Rồi bây giờ Khỉ ước con đó nói gì nè. Tôi trước cái anh ra nè. Con vợ nguy hiểm. Sẽ luôn đi. Sẽ luôn đi. Ừ. 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 Mơ luôn đó. Mơ. Mời đi. Thầy không bỏ điện thoại xuống mà có năm người của bạn đó. Không đi. Ủa cái gì lại thăm bắt lại không? Số 5 có Thank you.
Con này, con này phải có ba con không? Không có thì có hai con à. À cái con nó có chân mày đó nha anh em ơi. Xây đi, xây đi, mọi người mới cho bố bằng. Xây đi. Xây một vòng đi, xây một vòng. Trời ơi. Sao vậy? Sao vậy? 18. Ờ, cái sai sai. Mình đang lên đâu? À, rồi, 18. Rất đẹp, rất đẹp. Không có đẹp lắm. Phải cầm xuống luôn chị, khỏi bóp này. Xé luôn đi chị. Xé bạn bảo lên. Ủa Thanh Lâm đâu Nguyên? Không kiếm lên chơi. Đang phục chức nè nè. Nó mở chai con mình sao? Thành mua ốc quá chị Linh, anh Thành chính tay đi mua ốc quá. Không có giỡn đâu. Hàng út. Chúng ta này có trò này hả? Thôi làm gì có bạn để mua ốc lại đâu. Chị An ơi. Quay vòng đi mới cho bóng bàn. Tôi nói bạn nha, tôi biết số mấy đó. Số 11. Số 11. Số 11, chúc mừng chị số 11. Hôm nay đúng chứ gần chị. Trước kia làm sale là anh làm luôn. Làm luôn thấy ông Giang, thấy ông chuyên gia là bốc tem, bốc hàng, bốc quà. Đã làm chuyên nghiệp lắm. Không, hát không, hát không. Cái ngón tay là chị để cái ngón này để bốc. Mày trả lời mày á. số 4 số 4 rất dễ thương. Đúng rồi, quy định của chương trình là mới vui mà. Thật tôi thấy đi đây rồi. Con phần quà có phần quà tiền mà. Có tiền mặt, có phần quà, có tiền mặt cái nào không có chị? Có một quà 1 triệu đó nữa. Ai chung là ai cố gắng thì có một quà 1 triệu. Cái đó phải hả? Học biết, có nguyên cái tem ở đây là cái học không phải, cái học ở ngoài nó không giấu. Nó không giấu hết đâu. Xíu, tài. Yeah, có học may mắn. Trời ơi. Tôi thích.
Phải lọc lọc sữa bò. Cái gu của bà này là vậy á. Trời ơi, dễ bụng chín. Bụng chín cho. Rồi chị Mai. Dễ thương. Này là sao còn bốn người bốn món quà nguy hiểm nè. Bữa nay là chị Mai mặc đồ đen nhưng mà quà rất là đỏ. Số 1. Chỉ là số đầu tiên và dài nhất. Ba mươi mấy tuổi trên đầu mới có quà cũng đi nè. Bóng đèn. Bóng đèn lên. Thấy chưa, chỉ đèn xuống là chỉ gỡ kèm chuyên nghiệp quá trời. Mở cửa vô đây. Đèn. Mày đi ra, tao đang nghe, tao đang nhắn. Số 15 đây. Một món
quà rất ý nghĩa. Trước khi mà nhận quà này chị có thấy hòa không? Bây giờ trả lời đi. Rồi cô đi chị. Chúc chị may mắn. Có cái nào dễ dàng không ta? Có. Xin tặng chị 1 triệu đó đó. Còn một phần quà nữa. Chưa nãy chưa ai bóc được phần quà em chịu à? Chưa còn em bóc lại nữa. Không chịu cũng mặc. Mà mình lớn mình làm gương chị. Nguyên bây giờ chị ở bên phòng em chị không vui quá à? Tôi đứng làm không cho bà vậy đó. Dễ sao chị? Mà bước ra đây xui đầu hơn chứ. Chương trình của em là kết thúc, còn bây giờ là vào cuộc chơi nhanh ha.